Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Bát Mạch Phong Thủy của Phong Thủy Tam Nguyên. Quý vị thân mến, Bát Mạch Phong Thủy là nơi Tuệ An sẽ cùng các khách mời chia sẻ, giải đáp các vấn đề xoay quanh phong thủy trong kiến trúc. Và khách mời đầu tiên trong số ngày hôm nay chính là thầy Tam Nguyên. Xin chào, chào Tuệ An. Dạ vâng, em chào thầy ạ. Thì lần đầu tiên đến với Thác Sâu, Bát Mạch Phong Thủy thì thầy có cảm xúc như thế nào ạ? Cái chương trình Bát Mạch Phong Thủy là một cái chủ đề mới của Phong Thủy Tam Nguyên. Trong chương trình này thì chúng tôi sẽ kết hợp cùng với cả các kiến trúc sư, rồi các thầy, rồi các cái chuyên gia về các lĩnh vực phong thủy, rồi các lĩnh vực thần học, rồi các lĩnh vực năng lượng, rồi các lĩnh vực liên quan đến kiến trúc, để làm sao mà qua những cái nội dung, qua những cái câu chuyện, qua những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm của chúng tôi trong quá trình mà làm nghề rồi tư vấn, thì sẽ cung cấp cho anh chị và các bạn những cái kiến thức tổng quan cũng như là chuyên sâu, cũng như là có những cái phần kinh nghiệm chia sẻ để chúng ta có thể hiểu rõ hơn trong việc ứng dụng cái bộ môn phong thủy vào cuộc sống. Thưa thầy, thì có rất nhiều khán giả có những thắc mắc là khi xây nhà chỉ cần xây theo sở thích, mong muốn của mình này, thiết kế các vị trí công năng sao cho thuận tiện là được, hay là cần phải theo phong thủy à thầy? Và theo thầy thì cái việc ứng dụng phong thủy vào trong kiến trúc này có quan trọng không ạ? Cái việc mà xây dựng căn nhà thì chúng ta cần phải hiểu thêm một chút về khái niệm về căn nhà và nơi cư trú. Trong đạo Đức Kinh có một câu gọi là khoét cửa giả làm buồng the, thánh nhân lấy chỗ trống để dục. Cái câu đấy nó nghĩ như thế này, tức là ở một con người thì cần có một nơi cư trú. Nếu như mà ở một cái không gian tối thiểu nhỏ nhất ở trong cái thời, từ cái thời gọi là khi mà con người bắt đầu có nhận thức, có ăn hang ở lỗ ấy, thì bắt đầu người ta chỉ cần có đúng một cái hang thôi, đúng không? Và trong đó nó có một cái cửa và nó che được cái mái bên trên, nó che chắn được gió từ bốn phương, đúng không ạ? Và người ta chui vào trong đấy là ở, thế là xong rồi. Có một lần tôi nói chuyện với cả một kiến trúc sư rất là hàng đầu Việt Nam, nói chuyện với anh Tùng, thì anh Tùng anh bảo rằng là bây giờ em muốn thiết kế một cái căn nhà thật là ưng ý chẳng hạn, nhưng bây giờ em chưa biết là làm thế nào cả. Và anh ấy bảo tôi là bây giờ thế thì bây giờ em cứ làm một cái nhà này, xây cho tôi bốn cái bức tường, mà mày xây thế nào chỉ rơi vào khoảng tầm 1 mét vuông thôi, để làm gì, ngồi ở trong đấy em có mái che được được. Nhưng khi mày ngồi trong đấy tự nhiên mày sẽ nghĩ ra rằng là thế thì tại sao cái nhà không nằm được nhỉ? Thế thì phải làm 1 chiều 2 mét, 1 chiều 3 mét để nằm được. Nằm rồi em sẽ nghĩ rằng là thế tại sao trong này lại không có cái tivi nhỉ? Trong này tại sao không có nhà vệ sinh nhỉ? Ở trong này tôi muốn cái giường to hơn, tại sao không có tủ quần áo nhỉ? Thế mà chúng ta bắt đầu lại phải đặt thêm những thứ đấy vào, thì khi đặt thứ đấy vào chúng ta nở ra cái công năng, đúng không? Trong chúng ta lại muốn là thế thì bạn bè mình đến chơi ngồi đâu nhỉ? Thế chúng ta bắt đầu lại mở ra cái phòng khách, rồi chúng ta bảo thế thì nấu ăn thì mình nấu ở trong nhà hay ngoài nhà nhỉ? Cái nhu cầu của mình muốn bơi không nhỉ, mình muốn tắm không nhỉ, mình muốn sông hơi không nhỉ, mình thờ cúng như nào nhỉ, mình thiền như nào nhỉ, mình đọc sách như nào nhỉ. Thế là khi những cái nhu cầu công năng của bạn phát sinh thì lúc đấy thì bắt đầu bạn mới xây dựng ra cái công năng của cái nhà, đúng không? Nên hãy bắt đầu từ một cái mô đun nhỏ nhất, tức là từ một cái hộp với kích thước là 3x3, đúng không ạ? Sau đó hãy phóng cái trí tưởng tượng của các bạn là bạn muốn một cái không gian bạn cư trú như thế nào, thế bạn sẽ có một cái thứ khái niệm các bạn gọi là công năng sử dụng của căn nhà, thì nó bắt đầu là từ cái chỗ đó, đúng không ạ? Cho nên cái công năng sử dụng bắt đầu từ chỗ đó. Cho nên là cái công năng sử dụng thì nó phụ thuộc vào cái nhu cầu của anh chị. Cái nhu cầu thì chúng ta về nhu cầu nó gọi là nhu cầu có khả năng hiện thực hóa. Chứ nhu cầu con người rất nhiều, đúng không? Nhu cầu của tôi là đầu tiên là lúc mà tôi còn là sinh viên thì nhu cầu của tôi là làm sao để có cái xe máy để đi. Nên mà bên sau đó lại bảo là có xe máy đi rồi là tôi có nhu cầu có cái ô tô, đúng không ạ? Nhu cầu ô tô xong rồi tôi lại phải nhu cầu có du thuyền nữa, có du thuyền xong rồi không nhu cầu tôi phải có máy bay cơ, có máy bay rồi bảo không nhu cầu tôi phải lên vũ trụ cơ. Nhưng mà đấy chỉ là cái nhu cầu thôi, nhưng mà khả năng có đáp ứng được cái nhu cầu đấy hay không, khả năng đáp ứng nhu cầu đấy không thì nó cần căn cứ vào tình hình tài chính của bạn, đúng không ạ? Nó căn cứ vào cái gì nữa, nó căn cứ vào cái khoảng diện tích mà bạn xây dựng cái căn nhà đó, đúng không ạ? Ví dụ như mình có 1 mét vuông vải thì mình chỉ cắt được một cái áo thôi. Bây giờ muốn cắt một cái áo 3 cái quần còn thừa ra làm thêm 2 cái gối nữa thì làm kiểu gì? Và ví dụ không? Như diện tích thì có mấy mét đấy thôi, thì xây nhà trong mấy mét đấy thôi. Mình chỉ làm được cái không gian này thôi. Cho nên anh em phải đưa ra khái niệm là công năng mong muốn, sau đó đặt lên một khái niệm tiếp theo là tối ưu công năng mong muốn. Đúng không? Bởi vì là với kinh nghiệm đi tư vấn đâu đó đến thời điểm tại tổng số hồ sơ phong thủy Tam Nguyên đã làm khoảng tầm trên 5.000 cái nhà rồi, khắp mọi miền đất nước, khắp các châu lục rồi,
thì mình hiểu rất rõ cái nhu cầu và tối ưu cái nhu cầu, tối ưu không gian sử dụng. Và những cái người này nên người ta mới gọi cái người kiến trúc là sư, là thầy trong cái việc mà tối ưu cái không gian xây dựng đó. Thì công ty kiến trúc phong thủy Tam Nguyên là công ty mà bên cạnh cái lĩnh vực phong thủy thì chúng tôi còn là những chuyên gia về mặt kiến trúc, thông qua những cái cố vấn, thông qua những kiến trúc sư gạo cội đang làm việc trực tiếp tại phong thủy Tam Nguyên. Cho nên thành ra là nên chúng ta mới từ cái nhu cầu công năng xong, thì cái nhu cầu công năng thì nó mới chỉ dừng lại ở chỗ là nhân, là con người muốn gì, đúng không ạ? Nhưng mà nhân thì pháp địa, tức là người thì phải theo phép đất. Đất tức là như này, cái hình dạng đất của bạn, cái đường đi lối lại xung quanh những cái đất đấy, cái nhà cao tầng ở chỗ đó, đồi núi thấp cao ở chỗ đó, đúng không ạ? Rồi cao hồ đầm trạch đình đền miếu phủ, đường công trình cao lớn, tòa nhà ở chỗ đó, để mà người ta quyết định xem là cái đất này nó có tốt không, và hay là cái đất này lập nhà hướng nào thì tốt, để mà người ta nương tựa vào thế đất, hình đất, pháp đất hay phép đất để mà xây cái căn nhà để người ta cư trú ở trong đó. Thế thì khi căn nhà được đúng phép đất rồi thì nó sẽ phù hợp với các thành viên trong gia đình, từ đời nọ sang đời kia nó trường tồn. Nên người nó phải theo phép đất, chứ không phải đất theo phép người. Không phải là, và trong cái đất theo, đất không thể theo phép người được, đúng không ạ? Sau đó là mới tiếp theo nữa là đất thì theo phép trời, nhân pháp địa, địa pháp thiên. Cái pháp địa và pháp thiên thì nó là phong thủy. Cho nên là để một căn nhà hòa hợp nó gồm có thiên, địa, nhân. Vậy thì pháp nhân là cái mà phù hợp với cả công năng, tối ưu công năng, đúng không ạ? Đấy là việc của sư, của kiến trúc sư. Còn theo pháp địa và theo pháp thiên thì đấy là phong thủy. Cho nên bạn hỏi là cái nhà có cần phong thủy hay không, thì nếu như mà chỉ có phù hợp công năng nhu cầu ấy chị thôi thì được 1/3, thuận theo thế đất, thuận theo môi trường, thuận theo khí được thêm 1/3, thuận theo trời, thuận theo thời điểm 1/3, như vậy là được tròn đầy là 1/1. Vâng, thì ra là vậy ạ. Như thầy đã nói thì phong thủy trong kiến trúc là vô cùng quan trọng ạ. Chính vì vậy là bao nhiêu năm qua thì phong thủy Tam Nguyên đã ứng dụng phong thủy trong từng căn nhà, từng công trình âm trạch, dương trạch, với mong muốn là đem lại bình an, tài lộc cho quý gia chủ ạ. Vậy trong các ngôi nhà thầy đã khảo sát thì thầy đã gặp các thế sát nào liên quan đến đường, ảnh hưởng đến ngôi nhà không ạ thầy? Khi mà nói về cái thế sát trong phong thủy, cái nói như này: khi bạn đứng ở một cái vị trí, xung quanh bạn, toàn bộ những thứ xung quanh bạn, bao gồm là đường đi lối lại, các đối tượng xung quanh bạn, nếu như mà xét về phong thủy, về loan đầu, tức là về hình thái, thì những cái đối tượng xung quanh bạn trước hết là nó phải tốt đã. Nó tốt tức là nó sạch, nó đẹp, nó tú lệ thì là cát. Còn những cái thứ xung quanh bạn nó không sạch, không đẹp, không tú lệ, tức là không, thì gọi là không cát, đúng không ạ? Tôi nói về mặt hình, nó gọi là không cát. Ví dụ như là dù cái hướng đấy tốt đến mấy nhưng mà trước mặt là cái bãi rác thì cũng không thể nào là tốt được, đúng không ạ? Thì dù cái bãi rác đấy nó rơi vào tam cát lục tú hay nó rơi vào đâu thì nó vẫn là sát, đúng không ạ? Đúng không ạ? Chỗ này có cái ao tù nó phát ra cái mùi hôi bẩn, đúng không ạ? Thì chỗ này nó là cái vị trí nào thì nó cũng là hung, đúng không ạ? Chỗ này nó đang là một cái hình thái trông nó sắc nhọn, nó nguy hiểm, nó tạo ra những cái ánh sáng, nó tạo ra những cái khe kẽ, tạo ra những cái lực bất thường, thì nó đều tạo ra nguy hiểm. Cho những cái thứ đấy thì nó có quá nhiều trong những cái chương trình đi khảo sát. Cái dạng sát thứ hai nữa là sát so khí. Ví dụ như là chúng ta nhìn, ví dụ hai cái nhà nó gần nhau chẳng hạn, ở giữa nó có một cái khe, nó tạo thành cái khe gió, thì gọi cái là phong hạng sát chẳng hạn. Thì mình hiểu nôm na nhỉ, đừng nói những cái là ví dụ phong hạng sát, rồi giao thủy sát, rồi tà thương sát, rồi chính cung sát, xuyên tâm sát. Chúng ta nói như thế nó chỉ là một cách hình tượng để mô tả bằng cái từ Hán Việt mà thôi. Chúng ta cần hiểu như này, giả sử hai cái nhà nó khép vào nhau như này, đúng không ạ? Cho nên nó tạo ra cái luồng gió, cái luồng gió này nó thổi thẳng vào nhà của chúng ta. Họ đứng trong nhà chúng ta có cảm giác như có một cái lưỡi kiếm nó đang chẻ xuống như thế chẳng hạn. Thì những trường hợp phong hạng sát như vậy, hay là đao chạm sát, hay thiên chạm sát như vậy, nó nhìn nó rất là rõ, đúng không ạ? Hoặc là những cái khe kẽ của nhà hàng xóm. Còn cái đường đi lối lại chẳng hạn, chẳng mà như cái nhà của bạn mà có cái đường nó lao thẳng vào cổng, đúng không ạ? Nó tạo ra hình trực khí. Chưa cần nói là có khách hay là người vô tình, mà chúng ta đi hàng ngày về chúng ta vẫn đâm vào cổng, đâm vào cổng để nó mở ra, để chúng ta lao vào chẳng hạn,
Đúng rồi, chưa kể mấy hôm nào gặp phải ông say rượu, đúng rồi, đi nhầm nhà lao dầm mất rồi. Chó mèo chạy đầu vào nhau nó đâm vào nó luôn là người. Đúng không ạ? Còn chưa kể những loại tà thì cái đạo phạt cung thủy sát chẳng hạn. Cái đường nó cong như thế này chẳng hạn, đúng không ạ? Cái nhà bạn đứng ở bên này. Đúng không ạ? Thì khi mà phạt cong này thì cái đường nó đi nó đâm cái lực của nó moment nó sẽ chọc thẳng vào nhà chúng ta. Đó, thì tất cả trường hợp này người ta gọi chung là phản cung thủy sát. Nó rất nhiều loại sát do đường, ví dụ như tà thương sát khi đường đâm chéo này, rồi sau đó là xuyên tâm sát là cái đường lao thẳng vào, rồi phản cung thủy sát là cái đường nó cong nó lao vào chẳng hạn. Thì tóm lại là chúng ta cảm giác là khi cái dạng khí đến mà vào cái nhà chúng ta mà có cái dạng trực như vậy thì nó đều phạm sát. Thế thì người ta khi mà thấy cái nhà phạm sát như vậy thì người ta bắt đầu phải lựa vào cái thế đất đó, lựa vào cái hình thái phong thủy đó để người ta xử lý. Tôi ví dụ như một trường hợp như thế này, ví dụ như cái đường của chúng ta nó cong như thế này, đúng không ạ? Thế thì bây giờ nếu như chúng ta làm cái nhà mà có hình cong ngược lại, rõ ràng thành là phản ngược lại, thì làm sao mà cái nhà để thắng được thiên địa, đúng không ạ? Thế thì làm thẳng như thế này thì nó vẫn bị dính vào lực moment, cho nên là cái thuận theo cái thế đấy thì cái căn nhà mà chạm vào cái trường hợp mà bị phản cung thủy, tức là một cái đường cong như này, đúng không ạ? Thì cái nhà bên này người ta làm cong theo. Cong theo đường, tức là làm nhảy thì cái nhà, cái mặt tiền nó sẽ hơi cong theo. Để nó lựa theo thế đấy, để mà khi mà lực đến đấy thì nó lựa, nó đẩy đi. Đẩy đi. Chứ nó không lao trực vào nữa. Dạ vâng. Đúng không ạ? Và người ta sử dụng cái hoa, nó văn họa tiết hình được sóng trên đấy, để nó đẩy thủy đi. Tưởng tượng ra chưa? Dạ em hiểu rồi. Tức là cái nhà là cong này thì trên này cái nhà mặt tiền nó cũng phải lựa theo. Hay là hoa văn họa tiết trên đấy, để là người ta cảm giác là khi mà chạm vào đấy là nó trôi đi, chứ không giữ lại cái điểm đấy. Dạ, giống như là thái cực quyền đấy, đúng không? Bạn chạm tay vào, bạn đánh tay vào một lực đấy, đúng không? Bạn đánh vào, người ta không đối kháng như này, bạn đánh vào người ta lừa đi. Để người ta giải đi. Thì đó là những trường hợp mà liên quan đến phản cung thủy là sát và xử lý như vậy. Như lúc nãy thầy vừa chia sẻ là nhà có đường đối diện đâm thẳng vào nhà là phạm phải xuyên tâm sát. Thì em thấy có rất nhiều khán giả cũng hỏi là khán giả đấy ở nhà ở ngã ba này, ngã tư này cũng gặp phải cái trường hợp tương tự như vậy ạ. Thì mình có cách nào để hóa giải được không ạ thầy? Trong cái phương pháp để mà hóa giải cho trường hợp cái nhà nó bị đường đâm, mình nói nôm na là như vậy, nó đâm nhiều kiểu lắm, nó đâm thẳng, nó đâm chéo, đâm xin, đâm lệch, đúng không? Cũng gọi là đâm, đúng không ạ? Thì những trường hợp như thế thì thông thường ấy là người ta khi mà thiết kế thì người ta phải sử dụng một cái khoảng không gian ở trước nhà, người ta gọi đấy là huyền quan. Huyền quan là khoảng không gian giữa vị trí của đại môn và phòng khách. Đại môn là cái cửa chính, đúng không ạ? Và sau đó là có một không gian đệm, thì không gian đệm đấy là huyền quan, và người ta phải dừng khí ở huyền quan đó và sử dụng cái biện pháp hóa sát ở đó để người ta hóa giải. Tức là khi mà hóa sát thì người ta gồm có là dùng hình này, dùng khí này và dùng ý. Vậy thì dùng hình ở đây là gì? Dùng hình ở đây thì đó là dùng hình ở đây tức là người ta sẽ sử dụng cái khoảng không là cái hình khối, là cái không gian để mà khi mà cái khí nó trực nó chạy vào trong đó. Nó chạy vào trong đó phải dừng lại. Đúng không ạ? Nó dừng lại để hóa giải bằng không gian. Cái hai người ta dùng khí, tức là có thể người ta sử dụng bể cá nếu đủ diện tích, người ta sử dụng phong thủy luân, người ta sử dụng cái cối xay nước, hay là người ta sử dụng các cái bình phong, đúng không ạ, để người ta hóa giải cho cái trực sát đó. Đúng không ạ? Và trường hợp thứ ba là người ta dùng ý, tức là người ta lúc này là sử dụng các cái pháp khí phong thủy, tức là người ta dùng ví dụ như là bạch ngọc thạch cẩm đương, ví dụ như là gương bắt quái cầu lồi, ví dụ như là cầu đa giác. Đó là những pháp khí mà người ta sử dụng để người ta hóa giải cho những cái căn nhà mà nó có cái đường đâm. Đúng là hôm nay chương trình ngày hôm nay là vô cùng hữu ích ạ. Quý vị biết thêm nhiều cái kiến thức xoay quanh các thế sát trong nhà, lại được thầy Tâm Huyên lại hướng dẫn để cách hóa giải ạ. Thì nếu mà quý vị nào xem được cái video ngày hôm nay thì quý vị có thể kiểm tra xem nhà mình có phạm phải một trong những thế sát thầy Tâm Huyên vừa chia sẻ không ạ. Em cảm ơn thầy đã bớt chút thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Và em xin kính chúc thầy là luôn có nhiều sức khỏe này để có thể đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và xã hội ạ. Xin kính chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo.